Và bây giờ một bài hát dành tặng cho các cô chú bên ngoài, chứ không phải các cô chú bên trong. Nói đùa thôi, tại vì hôm nay là một cái ngày đặc biệt dành cho những người mù. Và các cô các chú đây là những người truyền cảm hứng, tạo hiệu ứng và cũng như tham gia để không khí thật vui. Thì Quách Tuấn Du tặng một ca khúc mà xin lỗi tác giả là vì bài hát này lâu lắm rồi không hát cho nên không có nhớ tới tác giả, hồi nãy bất chợt quá cho nên không có tìm ra. Bài hát có tựa đề là Tìm Về Đường Sáng. Yeah. Mời tất cả bà con cùng lắng nghe bài hát này ạ. Bữa nay mọi người yếu à, cái tay đâu rồi? Rất hợp nội dung với chương trình hôm nay hả thầy ha. Chiều hoàng vô minh tôi lang du trên đường phố, gặp người mù lang thang lẻ loi trong chiều rơi. Ngập ngừng từng nhịp chân áo phong sương bạc nắng, chành lòng nghe xót xa đời anh và đời tôi. Nhìn người mù trong tim bỗng dâng bao niềm thương, nhìn phần người lên đênh mãi trôi theo nhịp xuyên. Đời anh man mây trắng che đến màu mắt, cuộc đời tôi thôi tâm vì xa mù bên mê. Với bóng tôi vô minh vây quanh đời tôi đó, với kiếp sống phiêu du cô đơn đời của anh, với sống chết như nhau trong luân hồi sinh tử. Hết mê mơ chậm luôn, cuộc đời nhiều đau thương trái ngang hơn hạnh phúc, muộn phiền hoặc an vui sắc không do vọng tâm. Thành bại lời danh như áng mây trôi phù du, niệm Phật tâm sáng tươi thoát sanh diệt khổ đau. Có thể bên mù, bên ngoài là những người mù thật, nhưng có những người có đôi mắt sáng nhưng cái tâm họ bị mù. Đúng không quý vị? Họ làm những điều sai trái là để gì rồi họ phải nhận những cái quả đắng trong cuộc sống này. Và hy vọng tất cả chúng ta luôn hướng theo những lời của Phật dạy thì chúng ta sống an yên à. Xin cảm ơn ạ. Chiều hoàng phù mình tôi lang du trên đường phố, gặp người mù lang thang lẻ loi trong chiều rơi. Ngập ngừng từng nhịp chân áo phong sương bạc nắng, chành lòng nghe xót xa đời anh và đời tôi. Nhìn người mù trong tim bóng dâng bao niềm thương, nhìn phần người lênh đênh mãi trôi theo nghiệp duyên. Cuộc đời anh man mây trắng che đến màu mắt, cuộc đời tôi thôi tâm vì xa mù bên mê. Với bóng tôi vô minh vây quanh đời tôi đó, với kiếp sống phiêu du cô đơn đời, sống chết như nhau trong luân hồi sinh tử. Chắp tay nương Như Lai hết mê mơ chậm luân. Cuộc đời nhiều đau thương trái ngang hơn hạnh phúc, muộn phiền hoặc ăn vui sắc không do vọng tâm. Thành bài lời danh như áng mây trôi phù du, niệm Phật tâm sáng tươi thoát sanh diệt khổ đau. Thành bài lời danh như áng mây trôi.
tâm sáng tươi thoát sánh gì khổ Thầy có nghĩ rằng là hôm nay có một bài hát nó quá đúng nội dung không thầy? Đây là một cái phước duyên mà con đã được hưởng ở phần, về phần sau này. Để cho con một phút thôi con tâm sự là để mà sáng tác một nội dung phù hợp một cách nhanh chóng như vậy là không phải ai cũng làm được. Nhạc sĩ giỏi cũng chưa làm được. Tại vì nhạc sĩ giỏi cũng cần phải có cảm xúc, đúng không quý vị? Nhưng về bài hát dành cho những cái nội dung như thế này chỉ có những người người ta đã thấm thía và trải nghiệm, thì người nhạc sĩ này đã viết và đã gửi gắm bài hát này cho Quách Tuấn Du rất là lâu rồi. Bài hát này đã gửi cho Du cách đây khoảng 15-16 năm, một cái con số năm nó quá dài. Mà tại sao lúc đó Du nhận bài hát này để Du hát là bởi vì Du đã ngộ sớm. Lúc đó mình thấy được trong cuộc sống, những người không may mắn, người ta bị mù, ta bị khiếm thị, nhưng cố gắng sống, cố gắng làm việc. Nhưng có những người trời xanh, mẹ đẻ, còn đầy đủ tứ chi, còn đầy đủ các bộ phận trên cơ thể con người lành lặn. Nhưng tại sao họ không chịu làm việc, mà họ dùng cái não, họ suy nghĩ ra những cái việc sai trái, phạm pháp và những cái việc mục tiêu tranh giành. Người ta nói muốn ăn phải lăn vào bếp, nhưng mà cái này muốn ăn mà không chịu lăn, mà muốn chạy không à. Đó, muốn nhanh để chụp lấy những cái thời cơ, cái thành công sớm quá, để rồi bị vấp ngã. Rồi cái tâm họ mới chính là mù. Còn tất cả chúng ta không bao giờ mù, đúng không quý vị? Và Du đang nói điều này là nói về những người có mục đích. Chỉ mong rằng một người em trẻ có những cái tâm suy nghĩ, nếu có gì không chín chắn nhưng cũng nói lên từ cái tâm. Mong rằng các Phật tử, các cô, các chú coi như một đứa em trong nhà, có ý kiến, có lời góp ý và có lời chia sẻ, chứ không có nghĩ con là người đi truyền đạt bất cứ điều gì. Vì cuộc đời này sinh ra con rất là đơn giản, và con nghĩ rằng sau này con cũng sẽ đơn giản mà ra đi. Dạ. Cảm ơn tất cả quý vị. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Dạ, bữa nay đều quá. Cảm ơn bà con nha. Dạ, chào thầy. Chúc thầy bình an và nhiều sức khỏe. Con nhắc lại là 28 con có về Tân Châu. Năm nay thầy về với con nha. Thầy về thì cho con hay, con chạy lên thăm thầy. Dạ dạ. Dạ thầy kinh sáng á thầy. Thầy kinh sáng. Còn con hiện tại giờ con không có kinh sáng mà con ở kinh Nhiêu Lộc quá. À, cho Quách Tấn Du một tràng pháo tay thiệt lớn nha. À, người ca sĩ thành công cũng có những bài hát mình biết chọn lựa. Vì khi hát một bài hát mà có thể một là truyền cảm hứng, hai là đánh thức lương tâm người khác, duyên phước nó cũng tăng lớn lắm quý vị nha. Nên những người đệ tử của Quách Tấn Du, đi chung với Quách Tấn Du cũng nên tính toán và chuẩn bị những bài hát có ý nghĩa và trước công chúng, vừa hát nó có ý nghĩa hay mà vừa nó cũng sống động một chút. Vậy thì chắc chắn là mình hát với công chúng sẽ thành công là chắc chắn. Nhớ nghe, này quan trọng lắm á. Nên là cái chương trình chúng ta tuy dài mà thấy ai gương mặt cũng tươi rói là ngon lành, đặc biệt nha.